Và tiếp theo là phóng sự cộng đồng do các phóng viên từ Florida và Philadelphia gửi về. Lê kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay mùng 1 tháng Giêng năm 2020, bước sang năm mới, Hường Lê kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Theo thông lệ hàng năm, bước sang năm mới, cộng đồng người Việt quốc gia Philadelphia tổ chức lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đầu năm tại kỳ đài Việt Mỹ trước nhà hàng Sài Gòn Maxim Philadelphia vào lúc 12 giờ trưa. Kính mời quý khán giả theo dõi phóng sự lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đầu năm do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Chào tay, quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light? Nhân dịp Tết, chúng tôi xin kính chúc ông đương kim Chủ tịch Hội đồng đại biểu Phạm Văn Đốt và kính chúc tất cả quý vị tham dự ở đây một năm mới khang an và thịnh vượng. Hôm nay ngày đầu năm 2020, ngoài trời thời tiết không như hàng năm lạnh và tuyết. Cho dù tuyết hay lạnh, ban tổ chức và cộng đồng người Việt quốc gia và đồng hương vẫn đứng dưới hai lá cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đầu năm. Nhưng năm nay cơn mưa suốt cả ngày, ban tổ chức làm lễ trong nhà hàng Sài Gòn Maxim. Buổi thượng kỳ kết thúc với hai bài quốc ca Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và những người đã bỏ mình trên biển cả và rừng sâu để đi tìm hai chữ tự do. Ban tổ chức và quý đồng hương thắp nén nhang bàn thờ tổ quốc. Trước thêm năm mới, chúng tôi kính xin kính chúc quý vị một năm dồi dào sức khỏe, bình an và thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị. Sẽ có dịp đón cái Tết cổ truyền tại quê nhà. Và ngày hôm nay, buổi minh niên, chúng tôi xin được cầu chúc quý vị chủ tịch, các cộng đồng hội đoàn, quý vị thân hào, nhân sĩ và toàn thể quý vị, đặc biệt là quý vị ở hội phụ nữ áo dài rất đẹp, một năm thắng lợi, hạnh phúc và gia đình an khang. Năm mới, chúng tôi xin chúc cho tất cả đồng hương Việt Nam làm ăn phát tài, dồi dào sức khỏe. Và chúng tôi cũng không quên chúc quý hội trưởng được thành công rất là nhiều trong năm mới. Hồi lấy kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua, chúng tôi gửi đến quý khán giả phóng sự lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ đầu năm Canh Tý 2020. Buổi lễ thượng kỳ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Trước khi kết thúc, Hường Lê kính chúc quý khán giả và gia quyến dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Hường Lê tường trình từ thành phố Philadelphia. Hường Lê xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Kính chào. Thưa Thủy xin kính chào quý khán giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng Giêng năm 2020, chúng tôi, Thu Thủy và Trung Khánh hiện đang có mặt tại hội trường Philippine Cultural Center để mừng Xuân Canh Tý cùng với cộng đồng người Việt tại vùng Tampa Bay. Đây là Lê Công Đỉnh, trong ban tổ chức xin gửi lời chào đến
quý vị khán giả của SBTN. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi đã liên kết có được 5 hội đoàn cùng đồng hành cùng với Hậu Vệ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức Hội Xuân vùng Tampa Bay. Những tà áo dài của người Việt lại đua nhau khoe màu khoe sắc trong các tiết mục thi y phục cổ truyền, trình diễn áo dài mẹ và em, Hoa hậu áo dài vùng Tampa Bay. Hậu Vệ Việt Nam Cộng Hòa Tampa Bay xin kính chúc toàn thể quý vị đồng hương một năm mới Canh Tí 2020 vạn sự như ý, thành công về mọi mặt, và cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam sớm được dân chủ độc lập thực sự, không còn cộng sản. Kim Anh xin phép đại diện cho ban bầu cử của cộng đồng Tampa Bay xin kính chúc mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các quý vị, các ông bà cũng như là các anh chị em một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Thí Cà Phê xin kính chúc tất cả quý vị khán thính giả cũng như tất cả quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới có một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, mọi sự được như ý. Lần đầu tiên trong cộng đồng, chương trình trao giải thưởng cho học sinh và sinh viên xuất sắc để tuyên dương và khích lệ các em. Cảm ơn ban tổ chức cũng như Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Tampa Bay đã luôn cố gắng giữ gìn và duy trì sắc xuân của người Việt tại vùng vịnh. Chân thành gửi đến quý khán giả cũng như người Việt gần xa lời chúc bình an và một năm mới phúc lộc vạn toàn. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi Thu Thủy Trung Khánh tường trình từ Tampa, Florida.